Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn như thường lệ vào lúc 19 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi cái câu intro dạo đầu và đệm hát bài Vị ngọt đôi môi. Ok, không linh tinh lằng nhằng, chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề. Ok, với bài này chúng ta chơi tông mi thứ. Câu intro đầu tiên sẽ như sau. Đó, trước tiên các bạn bấm ngón út vào cái nốt la tại ngăn số 5 của dây số 1, nốt lá. Các bạn gảy, các bạn kéo lên nốt xí, tức là kéo từ ngăn số 5 lên ngăn số 7, từ lá lên xí. Đồng thời với việc này, các bạn đánh cả nốt bát mi ở dây số 6. Đó, ta có này, xí, từ lá kéo lên xí, tôi đọc gọn, đây là xí. Xí, 3, 2, 3 là dây số 3, 2 là dây số 2, chúng ta đánh để giữ nhịp. Xí, 3, 2. Sau đó giai điệu đó. Si la si đô. Si la si đô. Rất đơn giản, thôi đố là ngăn số 8 dưới số 1 này. Thì đồng thời với việc đánh nốt đố này, chúng ta đánh cả nốt bát la dưới số 5. Ta có. Ta đánh cả giai điệu này. Lại này. Sau đó giai điệu kế tiếp này. Cái này rất đơn giản thôi. Si, la, son, fa. Chúng ta cứ đánh ở cái dây số 1 thôi. Si này, la, son, fa. Si, la, son, fa. Fa thăng tôi đọc gọn là fa các bạn nhé. Si, la, son, fa. Thì khi đánh nốt pha này, chúng ta đánh đồng thời nốt pha thăng ở dây số 1 và nốt bát rê ở dây số 4 cùng một lúc. Tôi nhắc lại, pha thăng tôi đọc gọn là pha. Thì ta đánh cả cái giai điệu này. Tôi đánh lại lần nữa này. Ok, chúng ta cùng thở phào giải lao và chơi câu kế tiếp. Câu tiếp theo sẽ như sau. Cái này thì rất đơn giản hơn. Fa son la si. Fa thăng son la si. Rất đơn giản thôi, fa thăng son la si. Thì đến cái nốt si này, chúng ta đánh đồng thời nốt si ở dây số 1 và nốt bát mi ở dây số 6. Đó là coi như chúng ta hết đoạn 1 rồi, chúng ta quay lại chúng ta đánh đoạn 2 cái giai điệu y như vậy, nhưng mà chúng ta cùng đánh lại cả một lần này. Đó là chúng ta hết một lượt. Sau đó chúng ta quay lại chúng ta đánh một lần 2 y như vậy. À, chỉ cái đoạn cuối này chúng ta đánh thôi. Chúng ta vẫn đánh như đoạn 1 các bạn nhé. Thì chỉ khác là khi chúng ta đánh đến cái nốt pha thăng này thì chúng ta dùng ngón trỏ chúng ta chặn. Chặn toàn bộ 6 dây. Chúng ta đánh dây số 1 ta có nốt pha thăng và dây số 5 ta có nốt bát si. Ta đánh hai nốt này cùng lúc. Rồi ta dùng ngón út ta bấm vào cái ngăn số 4 của dây số 2. Ta đánh 3-2 để ta cầm nhịp. Đó. Si. Đó. Tôi đánh này. Si 3-2. Si la si đô. Si la son fa. 3-2. Đó. Đánh cả đây rồi. Si 3-2. Si la si đô. Si la son fa. Sau đó là cái câu intro cuối cùng. Cái này rất đơn giản thôi. Chúng ta đang chặn đây, chúng ta gảy dây số 1 ta có nốt pha thăng. Sau đó chúng ta dùng một ngón chúng ta luyến vào nốt son.
pha thang luyến lên son, tôi đọc có, đây là son. Son, fa, mi, rất đơn giản thôi. Thì đến nốt mi cuối cùng chúng ta đánh cả nốt mi dây số 1 và nốt ban mi dây số 6 cùng một lúc. Đó. Thì ta có tổng cái câu này. Ta đánh cả hai câu, tức là chúng ta đánh một, thực chất nó chỉ là một câu hơi giai điệu lặp đi lặp lại, nhưng mà cái đoạn cuối nó khác nhau đó. Đó, cuối cùng thì các bạn đánh 3 2 3 1 để giữ nhịp. Si, à, xin lỗi các bạn, pha ấy. Pha son pha mi ba hai ba một. Ok, sau đó chúng ta chuyển sang phần đệm hát. Thì đối với bài này nằm ở nhịp 4/4, chúng ta chơi điệu ballad 4/4. Tuy nhiên là trong quá trình đệm hát thì chúng ta thường xuyên gặp phải những cái đoạn mà phải chia đôi nhịp, chúng ta phải chia đôi nhịp, tức là chúng ta chơi theo cái kiểu của 2/4. Thì ở đây tôi hướng dẫn các bạn là chơi theo cái điệu ballad 2/4. Thì để chơi được bài này chúng ta chỉ cần bấm được vài hợp âm căn bản, chúng ta có thể chơi được rất đơn giản thôi. Đầu tiên hợp âm mi thứ, cái đấy hợp âm la thứ, gần như các bạn biết cả rồi. Hợp âm đô trưởng các bạn cũng biết hết rồi. Hợp âm son trưởng, hợp âm C7, hợp C7 hơi khó, nhưng ngón âm đây dây số 5, ngón âm đây dây số 4, đây ngón âm đây dây số 4, ngón âm đây dây số 5, ngón âm đây dây số 3 và ngón âm đây dây số 1. Bát chủ nằm dây số 5. Hợp âm rê trưởng, bát chủ nằm dây số 4. Và cái đến nữa là hợp âm mi 7, các bạn cố gắng bấm hợp âm mi 7 4 ngón, ngón bấm đây dây số 3, ngón bấm đây dây số 5, ngón bấm đây dây số 4 và ngón bấm đây dây số 2. Bát chủ dây số 6, chỉ nhiêu đó hợp âm là chúng ta có thể chơi được bài này. Thì cái điệu ballad nhịp 22 chúng ta sẽ chơi như sau. Bài này là nhịp 4/4 các bạn nhé, nhưng chúng ta chơi theo kiểu ballad 22 để chúng ta dễ dàng chia đôi nhịp đó. Ballad là, xin lỗi các bạn, ballad 24. Bát, bà, chép, bà, bát, bà, chép, bà, bát. Ba chép rất đơn giản thôi, bát là bát chủ, ví dụ mi thứ này thì bát chủ nằm dây số 6, ba là dây số 3 và chép là đánh đồng thời 2 dây 1 2. Thường thường nhiều người còn đọc là bát ba bát và chậm và chậm đấy, ta hiểu chúng ta đọc như thế nào cũng được, chúng ta hiểu là cái động tác như thế là được. Bát ba là dây số 3, chép là đồng thời 2 dây 1 2. Bát ba chép ba bát ba chép, ví dụ như là đối với la thứ này thì bát chúng ta ở dây số 5, C7 thì bát ở dây số 5 đấy, rê trưởng bát ở dây số 4, bát ba chép ba bát ba chép, son trưởng bát ba chép ba bát ba chép, rất đơn giản thôi. Chúng ta đấy, bằng cái điệu này chúng ta cứ vậy hợp âm đệm hát để dưới phần mô tả các bạn nhé, các bạn kéo xuống để xem. Thế tôi định thử qua các bạn xem này. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Khi đệm xong câu này các bạn chuyển mi 7 nhé. Lừa dối xin hay cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối vượt qua gian dối người ơi. Đó, các bạn cứ thế đệm lại câu sau thì nó y như thế, đến lúc điệp khúc các bạn quạt trả. Do thời gian như đứng yên lại, qua đêm dài ôi chiếc hôn nồng. Thì cái điệu quạt trả này tôi đã hướng dẫn rất kỹ rồi, quạt trả ballad hướng dẫn ở đây nó sẽ dài dòng, các bạn click vào cái video hiển thị trên màn hình đó, hoặc là ở dưới phần link mô tả video đó hướng dẫn về quạt trả ballad, các bạn là quạt theo. Còn hợp âm đệm hát tôi để dưới phần mô tả, các bạn kéo xuống để đệm theo đó. Cái này cũng rất là dễ dàng thôi, các bạn chịu khó luyện tập sẽ thành công. Xin chúc các bạn sớm thành công.